mỗi một con người chúng ta, quý vị, mình nghĩ cho người ta là tự nhiên mình có hạnh phúc. Hồi chưa những đứa coi một công đoạn, đứa bé 3 tuổi nó nói câu nói hay vô cùng. Nó thích hát, nó thích nhảy múa, đứa bé 3 tuổi. Xong rồi mọi người nói một câu gì nè: vì sao con thích hát, con thích nhảy múa? Nó là mẹ con vui khi thấy con hát và nhảy múa. Con vì mẹ con vui nên con hát con nhảy múa. Mẹ con vui là con vui nên con nhảy múa hát cho mẹ con vui. Đó là vì mẹ con. Đứa bé 3 tuổi thôi quý vị. Đứa bé 3 tuổi nói thêm một câu gì nữa nè: con thích làm cho người khác vui vì người khác vui là hạnh phúc. Vì con làm cho người khác hạnh phúc thì con sẽ có hạnh phúc. Được không? Nói hai câu một phát như Đức nhớ liền, cực kỳ quan trọng luôn đó. Nên mỗi một con người chúng ta ngồi ở trong một cái đại chúng gì, mình cũng niệm niệm vì người nữa. Ta sắp xếp mình sẵn hết trơn rồi, mình ngồi nghiêm túc đàng hoàng. Còn đau chân thì mình phía sau mình thẳng chân ra nhỏ nhẹ, mình thoa cái chân của mình. Chứ mình đừng có ngồi ở trong đó mình chạy lang thang tùm lum. Người mà chạy lang thang đừng có quay phim họ. Tại vì sao họ chạy khứ khớ? Là tự nhiên họ mắc phần à, thấy không? Nó, nên thí dụ như mình ngồi ở đâu là duyên của mình, mình đi ra khỏi chỗ đó là mắc duyên của mình. Nhớ nha quý vị. Chính bản thân những đức thấy rõ ràng. Có một lần dẫn mấy anh em đi làm răng, quý vị biết rằng là qua bên cái chỗ nha khoa làm răng 9-10 người đang làm được 8 người à. Còn 3 người nữa họ chưa làm. Tự nhiên thấy bên kia làm xong rồi chở hai ông này đi, để cho một ông ở đây chở bên kia, bên kia đóng cửa. Cuối cùng chở hai ông này quay lại thì người ta vô vị trí đó, người ta đăng ký trước hai ông này. Đúng ra hai ông là xong rồi tới hai ông này luôn. Tự nhiên hai ông vừa đi cái người ta lỡ người ta đăng ký là hai người đó, người ta trước hai ông này. Hai ông này phải lùi lại chờ hai ông kia. Những đức vừa gặp trường hợp đó, cái những đức nói rõ ràng, khi duyên mình ở đâu mình cố gắng ngồi im chỗ đó đi. Mình mà chạy lăng xăng coi chừng nó còn trễ hơn nữa. Khoan duyên. Thấy không? Rất là rõ ràng đó quý vị. Nhìn nhận rõ ràng luôn. Nên mình á, khi nhân duyên mình ở trong chùa cũng như ở trong chúng cũng vậy nè. Thí dụ như bây giờ mà mình ở phòng nào mình cứ nhiệt tình ở phòng đó đi. Chừng nào ông thầy ông sắp mình là mình đã đi. Còn mình nói ơ phòng này gì mình đi. Mình đi mình gặp chỗ khác còn dữ hơn nữa. Mình đi giết rồi người ta sẽ nhìn ra mình là con người gì. Con người này là con người sao nè. Nên mới cứ đổi phòng hoài. Thấy không? Còn nếu như mình kiên nhẫn lâu ngày thấy mình tội nghiệp quá, tự nhiên người ta thuận tiện với mình. Ban đầu chưa hiểu thì còn trở ngại, nhưng mà từ từ sống lâu giết rồi quen, rồi thăng, rồi thông cảm cho nhau. Từ cái ban đầu đụng chạm mà sau này thành cái gần gũi, là nhờ mình kiên nhẫn nó mới có gần gũi. Còn mình đổi hoài thì luôn luôn là mới mẻ, là không hiểu. Vừa hơi hiểu hiểu là mình không kiên nhẫn, mình đi là nơi khác là phải tìm hiểu từ đầu. Rồi vừa hơi hiểu hiểu bắt đầu mình đi xong mình tìm chỗ khác thì chưa hiểu gì cái tiếp tục đụng chạm. Mình cứ làm gì hoài nên mình thay đổi hoài luôn, mình không được cái gì hết. Nên mình nhận thức được chỗ này, mình ngồi đâu yên một chỗ, người ta sắp mình ở đâu yên chỗ đó, mình ở phòng nào ở yên chỗ đó, ở lâu dài tự nhiên có kết quả. 100% luôn. Nó những điều quý vị nghe như Đức chia sẻ như vậy nó cực kỳ xác thực, mà trong chùa cũng lợi ích, mà xã hội nghe cũng lợi ích luôn. Ai nghe cũng đều được lợi ích hết trơn. Lợi ích này đặc biệt lắm á, dẫn đâu. Nó nên chúng chùa, thí dụ như mà người ta quay phim gương mặt mình mà vui á, người ta quay có duyên á nghe. Chứ mà người ta quay đến mình mà, hoặc là có những người ta quay mình chút, ta cắt nó tiêu. Ai mà lấy cái hình ảnh đó, hiểu không? Thí dụ như bây giờ mình thấy người ta đang quay phim mình, cái miệng mình gì nè, tự nhiên ta coi mình cái là người ta mắc cười liền, ta vui liền à. Nó lạ vậy. Bây giờ mình coi phim thấy rõ ràng, tuy mình biết ta diễn đó nhưng mà làm cho người ta vui, hiểu không? Còn ví dụ như mình quay đến cái đoạn nào mà người ta mà cặp mắt gì là bị cắt mất tiêu. Bị cắt mất tiêu. Hoặc là quay tới mình mà
người ta không lấy thì biết người ta không lấy mình đó. Nó tại vì sao không có ai để cái hình ảnh đó vô trong phim người ta chứ, thấy chưa? Đó là những đức chỉ dẫn quý vị đó, mà mấy bữa nay những đức nói mấy công đoạn này nhiều để cho Phật tử khắp nơi nơi khi nghe được á, khi đi đến cái ngôi chùa mà người ta quay phim ảnh, mình phải biết diễn, quay đến mình chắp tay, tự nhiên người ta lấy phim ảnh mình liền à. Hoặc là thí dụ như mình nhảy bé, mình vui đi, mình đi, mình làm trưởng ban, mình đi đi, tự nhiên mình thấy cái chú ông cầm máy quay phim, ông đi ngang cái mình nói nè, chú quay chúng con cái đi chú, chúng con thích quay phim lắm á, thích chụp hình lắm á, nghe chú quay giùm chúng con cái đi, hay không? Trưởng ban một lần vậy thôi ai cũng được nhờ, quý vị thấy chưa? Mình khù cái miệng chi vậy, mở cái miệng ra ai cũng được nhờ, khù cái miệng chi vậy? Mình cứ nói thẳng một câu, chú ơi con thích quay phim lắm á, nghe con thích lên phim lắm á, con thích được chụp hình lắm á, chú quay chú con cái coi. Trời ơi, từ ngoài Bắc vô đây đó nghe chú, từ ở xa lắm á nghe, đi đến đây bao nhiêu trăm cây số luôn đó chú ơi, quay con cái coi, quay cái kênh nè, thấy chưa? Mình như vậy là ấn tượng rồi đó quý vị, ấn tượng đẹp vô cùng luôn, mà người ta thấy đúng là người này hay thiệt. Mà những người như vậy mà dẫn đoàn đi, đoàn ai cũng thích đi theo người đó chứ, nhảy bé. Thí dụ như mình dẫn trưởng đoàn, mình dẫn ta đi, đúng không? Mình thấy chỗ ăn uống à, vô đây. À, cô, cho con mấy hộp cơm nghe. Trời ơi, xa vô lắm đó cô ơi. À, có được ăn gì nóng nóng không cô? Còn ngon không chứ? Mình nói chuyện cái kiểu như mình quá gần gũi, tự nhiên người ta cảm giác, người ta thích mình liền. Đừng có khách sáo. Mình đừng có khách sáo quá, hiểu chưa? Nó mình khách sáo nó xa quá. Đó, mình đến chùa mà. Mà nhất là chùa mình là ngôi chùa gần gũi. Con người chùa mình rất gần gũi, dễ thương. Mà thương không dễ. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình, mình nghe Phật pháp phải là những điều những đức chia sẻ là xác thực không? Rất là xác thực. Thí dụ như quý vị ngồi tuốt ở dưới đó, ví dụ như đau chân quý vị thẳng cái chân nhẹ nhẹ, cái xoa xoa đâu có dính dáng gì đâu, hiểu không? Chứ nếu như mình ngồi quá đau chân, mấy bà già mà, mà ngồi quá đau chân bà khó chịu, bà nghe không vô. Mình thẳng chân ra nhỏ nhẹ, mình xoa xoa cái chân mình, lấy cái áo chàng mình đắp lên cái chân mình, xoa 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 chân mình, hiểu không? Khi mình thẳng cái chân mình ra vậy thì mình khép khép cái chân mình lại, chứ đừng có thẳng ra mà chàng quạt cái chân ra, hiểu không? Đó, con lần cái cô cũng ngồi ngay trước mặt nhân đức, ngay trước mặt luôn mà đau chân, xong nó chùm hởm lên, thấy không? Mà bà bận cái quần nó bó, bà chùm hởm lên ngay trước mặt mình, thì bây giờ trước mặt mình sao không nhìn? Ngay trước mặt mà, thì bị biết cái quần nó bó vô, mà chùm hởm lên mùa nước lũ thì nhìn cái thấy ảnh ư, thấy không? Đó, mà nguyên một buổi giảng mình cứ liếc tới liếc lui thì quay lại nhìn, liếc tới liếc lui quay lại nhìn, tại ngay trước mặt thì quay tới quay lui, chứ cũng quay điểm chính trọng tâm, quay thấy anh ương hoài luôn, thấy không? Đó là cái xác thực nhất luôn đó quý vị. Thí dụ như mình quay, mình cũng quay nghiêng bên, chứ làm sao mình quay trọng tâm ngay ông thầy, chứ ngặt thiệt. Nó nên từ nơi đó đó, thấy không? Những điều mà chia sẻ thấy chưa, nó rất là xác thực luôn. Nhiều người người ta sẽ vô tình đó quý vị, vô tình đó. Nên mỗi một con người mình nghe gì nè, để mà mình áp dụng Phật pháp vào cái cuộc sống, áp dụng vào cái cuộc sống của mình là mình thấy vui an lạc à. Nó nên chúng trong chùa mà cứ hình như là cái bữa quay phim là 13 hả ta, hay mùng ba mùng 3 tháng 3 2023, mà bữa đó những đức nói 9 điểm đúng không? Nó mà mới đây bữa nay là bữa 20, thì bữa nay 20 là 17 ngày, 17 ngày mà có phim nữa rồi. Hiểu không? Không mà chúng chùa mình năm nay tự nhiên vô mánh nghe. Năm nay á nghe, nhân đức để ý, một là bà chức chùa mình bà mắc, là bà để lại một cái nhân duyên đặc biệt vô cùng. Đó là khi bà chức bà mắc đó quý vị, là nhân đức đứng nói chuyện á, cái buổi nói chuyện của bà chức là đứng nói chuyện, xong nhân đức lên làm động phim, mà lạ thay cái duyên bà chức ngộ ghê, cái phim nó đưa lên mạng mà bữa nay người ta coi 70 mấy ngàn người coi,
chức á. Rồi những đức thấy nó lợi ích quá, từ đó về sau mỗi một bà cụ mắc là từ cái duyên của bà chức đó mà những đức, mỗi bà cụ mắc những đức đều có một đoạn phim nói chuyện để quay lại. Thì ngộ không? Đó cái duyên của ta đặc biệt cho nó dẫn dắt đó chưa. Còn khi mà cái bữa mà nói chuyện với chúng đó là cái bữa mà mấy đứa bé bị hương linh dẫm dược, đúng không? Rồi chiều đó tự nhiên những đức nghĩ rằng bữa nay mình phải nói chuyện một cái vì phần âm cái cho giải tỏa cái người trong chùa. Là từ bắt nguồn cái duyên đó mà tự nhiên chùa mình được quay phim, được giảng riêng cho chùa. Mà những đức thấy cách này cực kỳ hay, cực kỳ hay luôn. Đó, tại chúng chùa mình công việc suốt lễ lộc rồi chủ nhật họ làm việc suốt, bây giờ họ đâu có được lên đây đâu. Bây giờ mình phải dành thời gian này cho chúng. Rồi bữa nay sắp, quý vị thấy không, những đức chỉ địa chỉ đạo sắp hay không, mấy bà cụ yếu vẫn ngồi phía sau giống như một dàn binh mà bảo vệ hội trường. Nhìn kìa nó, mà nguyên một cái dàn binh đó đó nghe, mà ngồi đó là khó ai dám xâm phạm nữa đó. Nhìn thì già, ngồi xe lăn vậy đó, mà muốn đụng mấy bà đó là không dám đó, không có giỡn đâu. Nhìn kìa đó, thấy không, sắp, quý vị thấy không, cái hội chúng á nó còn ít hơn á là cái bữa mà quay phim mới đây nữa. Mà hội chúng bữa nay sắp còn đẹp hơn là cái bữa đó nữa. Vì nhìn đi, cái hội chúng quay rõ ràng là đẹp, rất đẹp. Thấy không? Đó, mình nên để ý, mình sắp sách chúng, mình để ý á, là sắp ra một cái hội chúng đẹp lắm. Quay phim lên, phim ảnh người ta coi cái tầm mê luôn á. Thấy thích cái hội chúng á. Mà thật sự nhìn cái hội chúng mình là đúng là đặc biệt. Cái tâm con người ở đây phần nhiều an nhiều nè. Cái tâm của người đây là an tâm nhiều nè. Nên những đức nói rằng á, thí dụ như bận đêm mình thức gì thức, nhưng đừng có để mắt ngủ nhiều. Con người mà mắt ngủ nhiều nghe, con người nó đờ đẳng liền à. Con người mà mắt ngủ nhiều là con người này thiếu cái năng lượng liền à. Cho quý vị biết đó à, con người mình phải được ngủ nghỉ đầy đủ thì con người nó mới có hồn. Nhìn họ là có hồn. Có hồn qua cái gì? Con mắt. Thí dụ như bây giờ ta nhìn con mắt mình à, dù mình nói chuyện với ai đi, thí dụ như mình nói chuyện rất là hay, mình nói chuyện rất là hay nghe, mà mình nói Phật tử đến đây tu hành à, mình có nói hay cỡ nào đi chăng nữa mà nhìn con mắt như vậy là nó không bao giờ thu hút, chắc chắn luôn. Con mắt mình ít gì cũng đi đến đây tu hành an lạc không quý vị. Phải không? An lạc phải không? An lạc. Con mắt mình nó phải nhạy, nó phải lanh. Tự nhiên cái người ta thấy ta thích. Còn nếu như mà mình lên mà tôi an lạc, nhìn ông là biết an lạc. Thấy không? Nó giống như mình hao năng lượng, mình hết năng lượng vậy đó. Đó, nên con người thiếu ngủ là con người nó sẽ giống như lờ đờ vậy, giống như mình là con người mà giống như là nó lừng chừng vậy đó. Như mây bay bồng bềnh, nó không có được bến đậu. Thiếu ngủ là vậy đó. Mà làm việc là nó không có tinh thần. Con người thiếu ngủ là thiếu tinh thần đó quý vị. Nên tại sao mà chùa mình á, mà lễ lộc á nghe, những đức chú trọng cái chuyện mà sắp buổi trưa chúng mình phải ngủ được. Đừng có nói cái chuyện có một ngày gán đi tầm bậy. Gán cái gì? Một ngày quá đông người phục vụ, mình chỉ cần săn si thì tất cả những gì mình làm của một ngày mất sạch. Vậy thì uổng công vô ích của chúng ta phục vụ đại chúng. Nên chúng ta phải cho chúng mình ngủ buổi trưa đàng hoàng. Sắp làm sao mà họ ngủ được buổi trưa thì đủ năng lực, đủ khả năng để phục vụ chúng an lạc vui vẻ, không đụng chạm với ai. Như vậy thì mình phục vụ người ta được lợi ích, mà bản thân mình tích tụ được cái năng lượng, mình được lợi ích. Còn nếu như mà không ngủ trưa luôn thì nó khờ người, nó đờ đẫn, con người dễ sân si, thì tức khắc lúc đó vị biết rằng là đụng chạm người ta làm của một dịp lễ mất sạch, không được cái gì. Thấy không? Đó. Nên bằng đêm á, dành cái thời gian ngủ của mình. Tại vì cái tuổi trẻ này nè, cái việc mà nó bỏ ngủ là nguy hiểm lắm. Cái tuổi trẻ này á, ví dụ như già già lớn như những ngôn, những ăn đồ, những phát đồ nghe. Giờ mấy sư cô già già này nghe, thì vị biết rằng á, khi mà mình á, thiếu ngủ một chút á, không có sao đâu. Nhưng mà cái tuổi trẻ đó, nhỏ nhỏ này mà nó thiếu ngủ là sáng nó đờ.
Nó khờ làm việc là bị hư chuyện hết chứ. Mà nhất là mấy đứa mà buồn ngủ này, nó bưng canh là nguy hiểm lắm. Nó bưng canh, nó bưng đồ nóng là nguy hiểm, nó dễ buông á. Nó đang bưng vậy nó buồn ngủ quá nó buông luôn. Nên từ nơi đó mà đầy đủ cái giấc ngủ cho cái người còn trẻ là tinh thần đó, là tinh thần cho họ có đầy đủ năng lượng đó. Đó, nên ở đây là những đức nhắc chúng của mình rất là quan trọng. Nó vừa nhắc chúng mà nhắc nhiều người luôn. Nên mỗi một con người chúng ta nghe quý vị, trước công chúng là cái cách để tu phước duyên lớn. Từ gương mặt tươi vui nghe chưa, nó giống như bà đạo mà tu với bây giờ mà bà còn sáng sủa bà đẹp. Những đức từng nói mà bà mới vô chùa mà nhìn bà tưởng đâu tâm thần không. Mà bữa nay bà là trưởng ban củ quả. Nay bà chửi tùm lum đúng không? Còn Liên Nguyệt mà mới vô chùa tưởng đâu người thất tình, nguyên cái mái tóc dài ngồi rửa chén, ngồi buồn hiu. Mà bây giờ trưởng ban kho gạo. Nên quý vị coi, đến là có gạo có cơm ăn là bà Liên Nguyệt trưởng. Quá trưởng luôn mà. Đúng không? Đó. Còn bà Bạch là trưởng ban ngăn khố. Đó. Còn Liên Nhãn là trưởng ban nấu ăn. Trưởng quá nhiều. Còn Liên Diệu là trưởng ban dọn dẹp. Từ nơi đó mà trưởng là có vị trí chính để làm chi? Để dẫn đầu một nhóm. Mà nhà đức sắp cho các trưởng này nó hợp với nhau thì tự nhiên việc chùa ổn. Việc chùa ổn là nhờ những cái trưởng á, nó không có trưởng nhau. Chứ mấy cái trưởng này mà nó trưởng nhau là cái như là tanh bành té bẹ hết. Hiểu không? Đó, nhưng mà quý vị coi mấy bà trưởng, bà nào mặt cũng dễ thương hiền. Trời ơi, chứ mấy bà trưởng mà găng nanh mọc tùm lum là chịu ai mà chịu nổi á bà. Đúng không? Thí dụ như bây giờ vô kho gạo của bà Bồng Nguyệt qua đây. Bé 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 bé. Ra ngoài đi bé bé bé. Rồi xong luôn chạy mắt dép. Mày ra củ quả của bà Đạo. Vô đây làm gì? Có bằng sự không? Không có bằng sự phải không? Mơ ra ngoài. Nên nên. Đố mà có một cái củ quả rau để cho chùa ăn, hiểu không? Khó khăn gì ai mà cúng. Nói chuyện không có dễ thương, không ai cúng, hiểu không? Bước qua cái chỗ ngăn khố của bà Bạch, ai mà đi hỏi tiền có mua đồ bà chữ người ta ăn chặt. Rồi người trong chùa này đi mất tiêu hết luôn. Gặp cái bà này hung dữ quá, sống không nổi với bà. Bà keo kiết còn hơn cái thứ gì. Rồi xong luôn. Nó bước vô nhà bếp nấu ăn, gặp bà Nhãn, gặp bà bự con sẵn nữa. Bà ngồi kế bên cục đá mài dao. Ngồi kế bên cục đá mài dao, bà cầm cái dao dâu bà làm là xẹt, 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 xẹt. Tôi hỏi, trưởng bếp đâu? Bà đó đó. Bà nào? Là cái bà mài dao. Trời trời. Sao thấy ghê trời, sao mà cái bà này bà mài dao thấy ghê. Bà thì bà bự con sẵn. Bà ngồi trên cái ghế cao nữa. Bà cầm cái dao bự cho bá bà mày làm cho mày thấy ghê cho nó. Cô lợi cô báo giùm có gặp trưởng bếp nhờ hỏi chút chuyện này. Dạ cô lợi cô hỏi đi, con cũng sợ lắm. Mấy sao kỳ à? Sao mấy cô ở đây cũng sợ bà này bà ớ. Có khi mà bà mày dao vậy đó mà lợi hỏi bà không cho. Bà không vừa lòng là bà xả đại không. Không, hung dữ cái đó là tiêu nhà bếp rồi. Là nấu đồ ăn ra chắc độc không đó quý vị. Còn bước lại cái chỗ nhà bếp lau dọn, gặp bà Liên Diệu. Trời ơi, vừa bước lại hỏi mấy câu, bà cầm đồ lau, bà lau liền, lau liền. Chạy mắt dép hết trơn chứ làm sao. Cái kiểu như mà ví dụ sân si á, người ta lợ, người ta ngồi ăn cơm á, kiểu muốn đuổi người ta đi, giờ lau dọn á, cầm chổi quét lia quét lịa. Mấy đứa nhỏ hỏi, ồ cô Liên Diệu ơi, có dọn dẹp mấy cái ghế đâu không? Dọn đi.
Giờ qua giờ cơ mà ngồi lâu hơn cái gì, lao. Kiểu đó là kiểu như là xong luôn. Mấy cái chữ này mà nằm cái vị trí vậy thì cái như chùa này cái như là tiêu. Bao nhiêu cái buổi nói chuyện của mình cũng đổ sông đổ biển hết trơn luôn. Tại vì người ta đụng chưởng toàn là đúng là chưởng thiệt. Chưởng ta chạy mắt dép, thấy không? Còn bây giờ cô Diệu Chơn, Liên Chơn, chưởng ban bên vị trí nuôi mấy bà già, thấy không? Nuôi mấy bà già thương yêu nhiệt tình. Chứ gặp mà mấy bà già với bệnh đau mà lợi chăm lo bà đó, mình nói ví dụ lợi mà kiểu chăm lo mà đứng lên cơm chưa? Dạ chưa ăn, ăn không nổi cô ơi, cổ đau quá cô. Cô đau gì mà đau làm bộ. Ăn liền nghe, một chút tôi vô mà chén cơm này chưa hết là biết tay tôi nghe chưa. Cô ơi thầy kêu mấy cô thương tôi mà. Thương gì mà thương? Thầy kêu là thầy kêu, còn bây giờ là tôi ở đây không có thầy. Tôi nói cho biết nghe, mét thầy là biết tay. Không. Cái bữa đó bà kia chở đi bệnh viện là biết ai không? Tôi đó. Dám mét thầy không? Dạ tôi không dám cô. Thì cái tâm tư u uất bệnh đau mà bị hành hạ với bị la gầy. Cái này là nói ví dụ, nếu mà là như vậy thì làm sao mà mấy cụ mình sống nổi, thấy không? Thương yêu là đúng, nhiệt tình, hết lòng thương yêu, sắp xếp cái ban nuôi người già chung với mình. Ai cũng là người nhiệt tình. Liên Chơn, Liên Trì, Liên Quảng, Liên Phương, rồi mẹ của Su Su thấy không? Nó nên từ nơi đó mà nhiệt tình chị em chung tay để mà nuôi những người già ở dưới đó. Hầu Liên Quảng rồi Liên Phương ngồi dưới canh mấy bà già nó sợ bị bắt. Trưởng ban ngồi trên đây, phó ban ngồi dưới canh mấy bà già, nghĩa là chị em thương yêu mấy bà cụ già nghe. Thương yêu người già là phước báo lớn nhất trong cuộc đời này. Nhớ đó, thương yêu người già là phước báo lớn nhất trong cuộc đời này. Rồi tất cả những người già ngồi đây, người ta thấy yên tâm là mấy cô này thương yêu còn hơn con gái ruột nữa. Tự nhiên người ta ở đây người ta thấy yên tâm. Chứ gặp mà cái kiểu mà nuôi mấy bà già mà hành hạ các cụ, la gầy đó, hét đồ đó, thì mấy bà già ở đây sao mới dám ở đây? Nói trời ô thầy ô thầy ô thầy coi lên thầy ô thầy nói vậy thôi chứ thầy qua bên kia nó dữ lắm thầy ô thầy, nó hành hè lắm thầy ô, cháo mà nó bưng nguyên cái tô nó ụp vô miệng nó kêu nuốt, nó bắt nuốt bà kia ói ra nó bụm miệng lên nó kêu nuốt vậy đó. Nó đối xử ghê gớm lắm thầy ô, thầy coi lại đi. Thấy không mà gặp mà mình về cái đầu nó bước lại nó nói thầy con nuôi các cụ già được lắm đó thầy ơi, thầy mấy cụ mập mạp các cụ vui lắm đó thầy. Mà gặp những đứa dễ nghe lời nó được mà, những đứa biết mấy cô nhiệt tình mà, mấy cô thương các cụ lắm đó, nghe các cụ có được nói bậy bạ nghe chưa, các cụ mà nói bậy bạ là những đứa quýnh các cụ nghe không. Rồi bây giờ tuổi già mà bây giờ thì sao, bây giờ sống với tuổi trẻ. Rồi cuối cùng nó nói vậy mà ông thầy không nghe lời cái nó thôi. Chấp nhận thân phận má hồng. Hiểu chưa? Nhưng mà chùa mình nó lại là con người được truyền tải tư tưởng, ai cũng phát tâm thương yêu nhiệt tình, từ các điểm chùa đều rất nhiệt tình hết lòng. Hiểu không? Đó. Chứ không có cái chuyện mà hành hạ các cụ. Vậy đó mới được đó. Nên chùa mình vậy nên đông người mà gạo đủ ăn, Phật gia hộ. Quay phim đẹp. Ồ mấy chú hôm nay mới bận đồ giống như người ngoài hành tinh đó. Quá đẹp trai luôn mà. Chú đẹp trai, nghe không? Chú sinh ngày xưa mà mới vô nhìn ông còi ghê lắm.
mà giờ cũng còn còi nhưng mà ngộ thai, mập hơn ngày xưa, đẹp trai hơn nhiều. Chú Mạnh bây giờ nhìn ông thổ, nhìn như bác sĩ. Hiểu không? Có mấy chú đó, như chú Tùng đâu gì nữa, thấy không? Quay phim nhìn mấy ổng giống như chàng trai của nước bông cua. Tiếng Miên gọi là bồng bon. Còn mấy cô mình tiếng Miên gọi là xà bông. Hiểu không? Nên không mà ngộ người niệm Phật đặc biệt có duyên quý vị. Nhưng nhìn qua đây có một sư cô nè. À, sư cô đó cũng sư cô chắc cũng bảy mấy không sư cô? Sư cô ấm nhâm mà phụ nhóm Điên Diệu á. Nhiêu tuổi? 61 tuổi. Làm dữ lắm đó quý vị. Ông tưởng đâu 71. Ông kia về sư cô thì bảo khỏe thiệt, nhưng mà nhìn bà hơi cứng. Mình tưởng đâu bà khoảng 70 mấy 80 tuổi. Mình dám điều là bà nó mới 61 tuổi, mình cũng đơ đơ luôn. Không, mà khỏe lắm, bà nhiệt tình lắm, mà có duyên dữ lắm. Ngồi cấp Tết bà nhảy quá trời. Thấy không? Đó là nhập cảnh nhập duyên hay ghê chưa. Nên những đức nói rằng là quý sư cô vô chùa mình là cũng văn đặc biệt không. Nhập cảnh nhập duyên phụ mấy người cư sĩ bình thường sống với nhau, ai làm được việc mình phụ trợ người ta. Rất hay, rất hay. Còn cô Chính bây giờ quý vị biết rằng là bà trẻ cỡ nào chưa? Không, cô Chính công nhận nha. 10 năm nay mà cô Chính còn trẻ hơn ngày xưa. Hồi đó nhà Đức mới đến đây, cô Chính nhìn già lắm. Mà bây giờ cô Chính có tu với bây giờ cái chán cũng bự ra. Cái lá bồ đề. Chú quay cô Chính liền mấy chú. Chính đang cười đó. Đó. Nó rồi bước vô trong quay mấy bà già đồ này kia. Không, công nhận thiệt. Cái chúng này mà nói chuyện mà mình càng nói mình quay phim người ta càng thu hút. Nhiều người ta bình luận, ta nói nghe trời ơi nhìn chúng mắt ham. Những đứa nó ham vô đây đem vài bà về đi. Nên từ nơi đó mà quý vị biết, người ta thấy ngồi á, quay phim sao thấy đẹp quá. Mà bữa nay có chương trình đặc biệt là bữa nay ngồi nói chuyện xong, thấy không? Nguyên một cái đại gia đình chúng ta ngồi ăn kem. Cái bữa đó đó cụ nói chuyện xong, những đứa về bên kia bên đó đói bụng, ăn miếng đồ ăn. Tự nhiên nhìn qua bên cái lan can bên kia thấy mấy bà cụ bà đứng. Tự nhiên tội bữa đó mình ăn không được gì chứ chẳng. Mình nói trong bụng mình nói thôi thôi. Mình nói chuyện vừa xong với mấy cụ mà về mà mình ăn miếng đồ ăn mà mấy bà cụ bà không có ăn. Kỳ quá. Tự nhiên mình nghĩ ra từ hôm nay mỗi lần mà nói chuyện xong rồi mình mua cái gì các cụ ngồi ăn chung như một đại gia đình. Ha. Đó. Nên bữa nay mỗi người cái bánh bông lan và một hũ kem. Bên quý thầy quý chú như Đức cũng ngồi chung, bên mấy cô như Đức ngồi chung, vậy thì bên mấy cụ già mình ngồi chung luôn, vậy thì cả chúng chùa chúng ta đều có những ngày tháng ngồi chung với nhau ăn uống vui vẻ. Người ăn hũ kem thôi, quay phim quay lại để cho người ta khắp nơi lên ta coi, một đại gia đình xong, đại gia đình xong. Quý vị thấy tại sao có người ở đây người ta khỏe, quý vị an tâm vui. Ăn được ngủ được. Không, những đứa rất là chủ trương cho các cụ ăn uống nha. Những đứa nói thiệt đó, thấy các cụ ăn ngon là những đứa thấy vui à. Cứ ăn ngon đi đừng uống thuốc. À, ăn ngon đừng uống thuốc. Cứ ăn ngon đi. Gạo đồ nấu, đồ ăn đồ uống mua nhiều đi. Cà phê chăm các cụ thêm. Ngày mai buổi sáng nấu cái gì đó. Buổi chiều, buổi trưa bánh xèo. Từ nơi đó mà cả một cái đại chúng thì thấy không, đông người mà ăn chay mà giống như nó được thay đổi. Thay đổi cho mình ăn uống gì là quá đặc biệt rồi đó quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta nên trân quý cái nhân duyên đặc biệt này.
chăn quý cái nhân viên đặc biệt này. Tổ nhà mình có 2-3 người mà mình nói thật sự mà nói ăn chay có khi bẻ trái chuối già hương vô với miếng chao với tương hột. Bởi vì người ta ngoài ăn chay tại sao mà người ta bị suy dinh dưỡng? Bởi vì ở bên ngoài mà ăn chay vì sao mà đi đến bác sĩ á, bác sĩ nói rằng là thiếu chất, đúng rồi. Họ thiếu cái chất gì mày biết không? Họ thiếu cái chất vui vẻ. Nó rõ ra là như vậy đó. À, mình ăn chay mà mình không có cái pháp vị chứa chan vào, khi ngồi ăn thì ngồi một mình, còn những người ăn mặn đông quá 5-6 người ta ăn riêng, còn mình ăn chay ngồi một mình mà cái trái chuối già sống cắt ra vài cọng rau, một tương hột kho lên, bỏ miếng nước dừa vô, rồi còn mặn chát, rồi lại lấy chuối nó cắt miếng ra chấm ăn, ăn mà nhìn thấy thê thảm. Mà cái tâm trạng ngồi một mình đó ăn buồn, nó thiếu cái chất vui vẻ, nên từ nơi đó mà ăn chay ốm ho gầy mòn, bệnh đi lỡ bác sĩ khám nói thiếu chất. Vậy coi người trong chùa này có ai thiếu chất không? Nó nói dư chất. Dư chất, hiểu chưa? À, giống Liên Nhẫn nói thầy bữa nay trời con 81 rồi thầy ơi. Liên Nhẫn nói nay 81 kg rồi, nó nhà Đức nó cố gắng 90 ngừng nha. Nó thiếu chất không? Giống như có ông thầy ông tu mà ông mập thiệt là mập, rồi xong cái ông bị bệnh, cái ông lên đến bác sĩ khám ông. Bác sĩ nói thầy ơi, thầy gan thầy nhiễm mỡ nhiều quá. Nó ghi cái tờ giấy ra, xong ông về ông buồn, ông ngồi ông buồn suốt luôn, buồn. Xong đệ tử hỏi thầy vì sao mà đi khám bệnh về tới từ bữa đi khám bệnh tới bữa nay thầy về thầy buồn dữ vậy thầy? Nói là thầy ăn chay mấy chục năm nay mà cái anh bác sĩ anh đành đòn anh khám anh nói thầy gan nhiễm mỡ. Thầy gan nhiễm mỡ đành đòn thiệt, thầy buồn mấy ngày nay con ơi. Xong đệ tử nói thôi được rồi, để con cầm tấm giấy này lại con nhờ bác sĩ chỉnh lại giùm. Thầy tôi ăn chay mấy chục năm nay mà có ăn thịt heo gì đâu mà gan nhiễm mỡ bác sĩ. Bác sĩ ghi lại giùm thầy tôi gan nhiễm dầu. Tôi mong mấy anh bác sĩ, mấy chị bác sĩ sau này có khám cho quý thầy nó là gan nhiễm dầu nghe không? Chứ đừng nói gan nhiễm mỡ, đâu ăn thịt heo đâu gan nhiễm mỡ. Nghe không? Đó, thì nghe không? Nên từ nơi đó mà nó có những câu chuyện mắc cười thiệt. Nghe không? Nên mình tập không uống thuốc, tập không đi khám bệnh, tập cho nó quen. Nha, bệnh là cứ niệm Phật. Cả chùa mình đa phần đều là như vậy, phải tập như vậy. Nha, mà phải tập duy trì quy tắc cho nó đúng. Vậy thì chùa mình đặc biệt lắm, phạm quy tắc cái là thấy không ngon. Cái gì gặp nhau nói rõ ràng, sắp xếp ổn định giùm cho mình, chứ đừng có mà tùy tiện. Hoặc những người bên ngoài vô thấy người ta ở đây người ta sắp xếp gì không hiểu nhào vô làm ngược vấn đề của người ta là không đúng. Tuy là giống như giúp mà là hại. Nên chùa mình cái việc mà đi vô đây mà tự tiện đem thuốc đưa mấy cụ mà uống là cái mấy cụ phạm quy tắc. Tại vì sao? Vì biết thuốc gì? Không biết thuốc gì. Đó. Có một câu chuyện, bởi vì mấy ông thầy đi ra ngoài, nhất là mấy ông thầy mà hơi nổi tiếng nguy hiểm. Có ông thầy này, ông đi lên máy bay, ông nổi tiếng lắm. Cái tự nhiên biết á, cái ly nước của ông thị giả nó cũng có kỹ lắm, cái không biết làm sao đó mà người ta bỏ viên thuốc mà kích dục vô cái ly nước của ông. Ông uống ly nước vô, ông ngồi chút, tự nhiên ông phát tâm kỳ cục. Ông vượt ông vượt mấy cái bà mà hướng dẫn viên du lịch. Không ai quên vì trên sân bay á, tiếp viên hàng không nó lộn dẫn đi du lịch. Vượt cái bà đó chạy quá trời luôn. Tại ông vượt, ông quạt, ông vượt chạy lăn xăng ở trên đó chứ. Thì ra là về kiểm tra lại là bác sĩ ta kiểm tra là người ta bỏ viên thuốc kích dục vô ly nước ông uống. Rồi nó muốn phá hoại cái tiếng tâm của ông. Chưa ghê không? Đó. Mình có ngày mà tự nhiên mình qua đây mình giảng á, ly nước nó bỏ vô một viên,
mình vừa dạ một chút nó thấm thấm thuốc á. Nghe mấy bà với vỗ tay vui lắm, bà dự sưng rồi, bà Thư rồi nè, rồi bà Mai rồi, rồi mấy bà Chuyển rồi ngồi dưới á, vỗ tay ôm sùm cười hú hí á, thường thì đi giảng cho để bà anh mới vui quan nghỉ động viên tinh thần, nó trời ơi nó uống vô 15 phút sau tự nhiên không kiềm chế được bước xuống, mấy bà tưởng đâu thầy đến thầy gia trì cho mình á. Trời nó vượt mà chạy mà tản lạn ở trong cái hội trường, cái hội chúng đang tu luôn, thì còn xong luôn. Bắt đầu là bây giờ điện thoại quay phim rồi nó quay á, quay rồi xong tiêu. Bây giờ nó ghê lắm quý vị, nó đủ chuyện xảy ra. Bây giờ thà mình nói trước đi, lỡ mày mai mốt mình có gặp trường hợp đó mình nói là bị hại. Nó trước rồi mà. Nên mấy bà mai mốt mà mấy kiểu mà đang giảng 15-20 phút mà chưa bây giờ đứng lên, mà thấy trường hợp mấy bốt đứng lên, mấy bà chuẩn bị chạy. Có chuyện xảy ra mấy bà ô. Tại Đức ông nhắc rồi đó nghe, chạy. Hiểu không? Mình nhắc trước nó chắc. Bây giờ mình nói trước rồi, mai mốt mà giảng 15, mà thường cái đô của mình là tiếng rưỡi 2 tiếng, mà mình giảng mới có 15-20 phút mà đứng lên, mấy bà nói à cái này nguy hiểm. Thấy mặt thầy nay gian quá, giảng 15 phút đầu thấy mặt mắt đồ dễ thương ghê, mà giảng sao 20 phút sao thấy mắt kỳ quá, tự nhiên sao nhìn xuống mà thấy mắt kỳ quá, phải không? Rồi thôi 1, 2, 3 chuẩn bị với bà ô, áo chàng áo gì kính lên. Kiểu xuống không vượt mà chạy áo chàng lầu tổng kính đó chắc. Trời ơi kiểu này quý vị biết rằng không, mà những cái việc gì mình nói trước đó nha, nó có cái hay đó, chứ không phải đơn giản đâu nghe quý vị. Nó không mà cái gì bất tử mình nói coi chừng có ngày mình dính thiệt á. Cái kiểu liên hỷ như này nó cũng khờ, nó bưng nước qua nó ta kêu lại cô ơi lại biểu hỏi dạ gì thuốc này bỏ cho thầy uống đi, thuốc gì chú, thuốc này bổ lắm thầy uống vô sức khỏe thầy tốt, giảng la ầm ầm không sao. Nó dạ gì chú bỏ vô giùm có. Cho nên nó hiền lắm, hiểu không? Hiểu không? Nó gặp một trường hợp đó, nó dạ thưa chú thầy con không uống thuốc, hiểu không? Chào chú tôi đi, hiểu không? Kiểu như bưng lại xong để ly nước đây, à, cô để ly nước đây đi, cô lấy cầm túi này, vừa bước qua nó mở cái nắp bỏ bon vô, rồi xong bưng lên cho ông thầy uống, giảng 20 phút sau. Cái đầu lúc đó nghe, cái đầu tự nhiên đứng lên. Ôi ôi chạy tá lả ở bên chứ. Cái nó ghê lắm nghe, cái kiểu cảnh cái cảnh nó chắc kinh khủng lắm đó trời. Tự nhiên máy quyền nó gà nó trực tiếp nó thằng thầy ông vượt với bà già. Mấy bà trẻ trẻ thì chạy nổi hơn, cuối cùng tới bà già. Mấy bà già lên. Trời ông mà thuốc nó ghê lắm mấy vị ô. Nghe nói câu chuyện đó mà ông thầy đó mà trên máy bay mà ông lạng quá trời lạng luôn, cuối cùng bắt ông lại khám mới biết là ông bị gì thế. Thì ghê không quý vị, trời cái cõi này sao cái thứ gì nó cũng có. Không nên từ nơi đó mà thôi, mình sống ở cái cõi này ngày nào mình cũng ở chùa là chắc nhất, dù cỡ nào cũng ở nhà mình. Nên cái câu như Đức thường nói là cái gì, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Chùa là tổ ấm ta về, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh, phước gì lớn hơn. À, hôm nay chúng ta học tập cái đề học giải thoát là gì. Điều thứ nhất đó là khi bạn thấy mình hạnh phúc, đó là giải thoát. Điều thứ hai, và sống những ngày tháng ý nghĩa, đó là giải thoát. Điều thứ ba, có một phương hướng đi về thế giới cực lạc, đó là giải thoát. Ba điểm quan trọng. Nhớ.
Mỗi ngày mình sống bình yên, sống vui, sống hạnh phúc. Đây là cái chỗ mà mình tiếp nhận Phật Pháp, mình có được cái giải thoát hiện tại. Rất là nhiều người chúng ta là mình cứ hướng đến cái giải thoát mà nó ở phương trời nào á, xa lắm. Nhưng mà mình quên mất tiêu đi, mình học Phật là phải giải thoát hiện đời, là hiện tại nè. Là hiện tại chúng ta cảm thấy mình bình an, mình vui. Đó là chỗ quan trọng. Mà mình đem Phật Pháp mình giới thiệu, người ta nhìn mình tự nhiên người ta muốn học Phật. Có những người là mình đang chờ đợi về tới thế giới cực lạc, mình mới có sự an lạc, có giải thoát. Vậy thì cái Pháp của Phật ở thế gian này diệt mất tiêu. Tại vì nó không xác thực. Cái xác thực là chúng ta học Phật, niệm Phật, tiếp nhận Phật Pháp, là hiện đời này chúng ta đã có niềm vui. Chúng ta có niềm vui, chúng ta có hạnh phúc. Nhiều người ai mà không muốn có niềm vui, ai mà không muốn có hạnh phúc. Nên người ta nhìn mình có niềm vui, nhìn mình có hạnh phúc, rồi nhìn mình sống có ý nghĩa, và nhìn thấy mình có chỗ đi về. Là giải thoát cái gì, đúng không? Không buồn giận người để trong tâm, đó là giải thoát. Mở rộng tâm lượng, đó là giải thoát. Mà đã là mở rộng tâm lượng thì không bao giờ buồn giận người để trong tâm, thì đó là giải thoát. Tự nhiên mình ăn ngon cũng giải thoát, mà ăn dở cũng giải thoát, mạnh khỏe cũng giải thoát, mà bệnh đau cũng giải thoát. Vì nó đã phát một cái tâm giải thoát, thì mỗi việc chúng ta đều nhận thức, hiểu cuộc đời vô thường. Thoát là không buồn chết. Từ nơi đó mà hiểu vô thường, không buồn chết là giải thoát. Cái lý luận mà chúng ta nêu lên cái giải thoát này là xác thực hiện đời. Nên mong rằng mỗi một con người học Phật, từ trong chùa hay là mình ở ngoài chùa, mình cũng phải có cái niềm vui đặc biệt. Nhớ nghe. Từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta tự nhiên mình thấy Phật Pháp quý lắm, đặc biệt lắm. Phật Pháp cho mình niềm vui. Thí dụ như mình ở ngoài đời, có khi lâu lâu có dịp đám cưới này kia, đồ quay phim đồ này nọ, nhưng mà mình thấy mình trong chùa cũng la rai lên phim đồ ngon lành, giải thoát đó. Từ nơi đó mà thấy nó ý nghĩa, rồi lên phim đó thì hiện tướng thấy ai cũng vui. Người ta nhìn mình tự nhiên người ta thấy người ta cũng muốn học Phật. Nên những Đức từng nói câu rằng là tại cái nơi ở của mình, người sống với mình, mà họ còn sống không vui không tốt thì đừng nói mà dạy ai mất công đi. Nên người xưa nói một câu rằng nhà mình quét chưa sạch làm sao quét nhà người. Người của mình lo chưa xong đừng nói mà lo cho người khác. Nên mong rằng tất cả những người chúng ta hãy lo việc mà cái bên cạnh của mình trước nhất đi. Từ nhà mình, từ đoàn thể mình, từ chùa chiền của mình, mỗi người sống bên cạnh mình đều thấy no đủ, bình an, vui vẻ, có phương hướng đi về. Đó là chỗ mà quý vị đang hướng người đó. Tại vì người ta nhìn mình người ta sẽ học theo. Nhìn mình người ta sẽ học theo. Còn những người mình bước vào ngôi tam bảo, mình tu hành, mình hãy làm nhiệt tình với trách nhiệm mình được vào ngôi tam bảo đi. Vậy thì cái hành động đó của mình đang hướng người đó. Thí dụ như mình được ở trong chùa, xuyên suốt mình ở đây, mình đã nhận hạt gạo tam bảo, mình nhiệt tình mình lo cho tam bảo. Gia đình mình có chuyện gì đó là chuyện ở nhà giải quyết. Còn cái chuyện chúng ta là lo việc ngôi tam bảo. Còn khi gia đình dòng họ mình vào đây thì chúng ta giúp họ. Thí dụ như có những người ở đây thời gian rất là lâu, gia đình mình lâu lâu muốn đi vào trong đây. Có những người thí dụ như mình thật sự mình sống miền quê mà, mình biết mà, làm rẫy làm ruộng muốn đi đâu, nói mà tiền xe không muốn đi mà cũng không đi được. Nên có những cô mà ở đây phục vụ tam bảo thời gian lâu, ví dụ như thời gian mình ở đây 6-7 năm, 5-7 năm mình không gì vậy chứ, mình mạnh dạn nói một câu đối với người thân của mình, nói đây là ban tổ chức á nghe, những người mà làm việc trong đây á, thời gian ở lâu, mình dám nói mạnh dạn một câu với cha mẹ mình, người thân mình,
lâu lâu cha mẹ người thân cứ là gia đình rồi dẫn dòng họ vài người thuê chiếc xe vô đây đi. Nếu như mình có tiền thì ấy, mình không có tiền để thầy trả tiền xe cho. Đó là gì? Vì con cháu người ta ở đây nhiệt tình phục vụ Tam Bảo, 7-8 năm chờ không về nhà. Gia đình dòng họ người ta đi đến thăm. Nhưng có khi quý vị biết ở miền quê rồi đó, đâu có đơn giản như mình nghĩ đâu. Nên từ nơi đó mình mở cái tâm đó ra một chút, đó là một cái tâm hiểu biết, điều cỡ mở ra để dòng họ, gia đình người ta có cơ hội được đến ngôi Tam Bảo, rồi thấy ở nơi này con cháu người thân người ta ở bình yên, vui vẻ, mập mạp, trắng trẻo, đẹp. Tự nhiên cái người ta muốn tu à, tự nhiên người ta muốn tu liền à quý vị. Phải nhớ nha. Nên mỗi một con người mình á, mình học Phật Pháp á, vì sao có những cô, những chú, những cụ, hồi đó mình ở nhà mình cái tâm lực của mình yếu, nên con người mình tự nhiên yếu nhất à. Có những việc mình làm mình không bao giờ dám tự tin nghe. Nhưng mà lạ thay mình vào ngôi Tam Bảo, tự nhiên sao mình có nhiều cái tự tin lắm. Vì sao? Vì khoát tâm lực. Con người không phải là yếu đó quý vị, mà cái yếu con người là do tâm lực yếu đó quý vị à, thiếu sự tin tưởng mình nên mình yếu đó. Phải nhớ nghe. Nên có những người nói rằng ô tôi yếu, tôi làm này không nổi đâu, tôi làm cái kia không nổi đâu. Mình đợi đến chết là mình làm hả? Bây giờ còn sống mà không nổi, không lẽ chúng ta đợi ngày mình chết rồi mình hối hận hả? Nên hồi sáng như Đức nói chuyện Nhuận Quang, Nhuận Quang nói một câu: thật sự chứ thầy, chứ có khi làm cũng mệt lắm á thầy, nhưng mà thầy cứ động viên cái câu này mà trọng lượng vô cùng. Còn sống tại sao không nỗ lực, còn khỏe vì sao không hướng đến một tiêu ý nghĩa để làm nhiệt tình. Có khi 10 năm, 5 năm sau mình có cơ hội nữa hay không? Tại sao mình không nắm bắt cơ hội, mình còn làm được những việc tốt đẹp cho cuộc đời này, mình nhiệt tình? Thì những quan nói rằng là nghe những câu đó mà tự nhiên trong lòng tạo ra cho mình một cái tâm lực, nguyện lực và định lực, tự nhiên mình làm không thấy mệt là gì. Thật sự mà nói với quý vị, công việc của chùa mình rất là nhiều, nhưng vì sao những đức mỗi ngày vui vẻ khỏe là vì mình thấy việc làm mình ý nghĩa. Nên những đức mong những người đi cùng với những đức con đường này, quý vị hãy nhận thức việc này, quý vị sống làm có ý nghĩa. Để mỗi người chúng ta cố gắng. Thật sự mà nói rằng cái cuộc sống ngoài đời bây giờ, mỗi một con người, nhiều con người người ta đang lo cơm áo gạo tiền mà còn lo không xong. Mình mỗi ngày không cần lo chỗ này thì mình phải đem cái thân mình nhiệt liệt phục vụ chúng sanh. Đó là một việc cực kỳ ý nghĩa. Con người ta cũng vì ba buổi cơm rồi làm lụng, cực nhọc tạo nghiệp trước để rồi cũng vì ba buổi cơm. Chúng ta cũng có ba buổi cơm mà lại làm những việc ý nghĩa của cuộc đời mình sống mỗi ngày. Những đức thấy rằng là sáng mở mắt ra chúng ta được đi tu hồn thờ, tới giờ ăn cơm, chúng ta ăn cơm xong là thấy có nụ cười. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Chúng ta mỗi ngày cười nhiều nên người trong đây ai cũng bổ, quay phim lên nhìn ai cũng đẹp là do được bổ nhiều. Nhớ câu nghe: pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Thế giới cực lạc là một cái thế giới phô diện pháp âm. Nên con người được song pháp, được song pháp, nên con người tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao. Chùa mình cũng vậy, quý vị thường được nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, nên con người được song pháp. Nên nhìn thấy người nào quý vị thấy quay phim đi, mấy chú quay thế kìa, hồng hào lên phim mà quang minh phổ chiếu. Đó. Nhìn qua bên đây quý thầy phổ chiếu quang minh. Thí dụ như mình cũng lỗ mũi xịp chứ không phải cao gì, rồi mình cũng mắt hí chứ không phải mắt hai mí gì, rồi mình cũng miệng rộng chứ không phải miệng đẹp gì. Nhưng mà lạ thay, cái mà tích tụ nguồn năng lượng thì tự nhiên nó có một cái sắc diện hồng hào. Còn có người ta lỗ mũi cao, mắt hai mí, miệng cười có duyên, nhưng lạ thay cái sắc diện của họ xanh xao vàng giọt.
Bởi vì nhìn người trong chùa, cái sắc diện họ rất hồng hào. Có nhiều bà già bảy mấy, tám mấy tuổi mà rất hồng hào, vì sao? Cái hồng hào này là tích tụ nguồn năng lượng đó quý vị. À, con người mà cái hao tổn nguồn năng lượng đó, con người họ xanh xao vàng giọt lắm quý vị à. Xanh xao vàng giọt thì biết cái con người nào là sắc diện xấu nhất không? Con người mà phân vân đi trên đoạn đường nào đó mình đi, không chọn rõ một con đường, không có một tiêu chuẩn rõ ràng, con người này, xin thưa quý vị, sắc diện họ xấu lắm. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình khi làm việc gì đó, mình nhìn nhận, mình chú ý. Từ cái quay phim cũng vậy nè, góc độ quay, góc độ đứng, góc độ nhìn của mình. Khi mình là người nam, tự nhiên ta ngồi vậy, mình đưa nguyên cái con vịt mình vô mặt người ta. Cái này là cái góc độ. Thí dụ như những ngày mà lễ đồ, mình quay, mình đứng, mình phải coi. Người ta cũng lớn tuổi, chị, bà, ông mình. Mình đứng, mình quay, mình đừng có, mình nghĩ, mình cứ quay hình ảnh. Rồi mình đứng mà mình đưa nguyên con vịt vô mặt người ta, coi rất là kỳ, hiểu chưa? Đó, nên cái đó là một cái sự tỉ mỉ để ý từng chút đó. Bây giờ mấy cô nó ngồi nó coi những đứa gì mà đưa nguyên con vịt vô mặt đó. À, mà gặp con vịt đói bụng thì kêu cạp 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 cạp. Nên từ nơi đó mà kỳ cục dữ lắm, thấy không? À, nên người xưa người ta nói là ăn coi nồi mà ngồi coi hướng. Tại sao ăn coi nồi? Bây giờ nói câu dễ hiểu nhất thôi. Nhà của người ta cơm gạo ít, đồ ăn ít, mình ăn ngon thiệt là ngon, nhưng mà mình cũng phải nhìn nồi cơm nhà của người ta. Mình là khách mà, mình lo tha hồ mình ăn. Mình ăn chút hết cơm, hết gạo, hết đồ ăn nhà người ta, người ta thấy, người ta nói trong lòng người ta, bộ mình đói khát lắm sao mà ăn dữ. Nên nói là ăn coi nồi, nói câu này cho dễ hiểu nhất đi, khỏi nói xa vời, chỉ nói cái này là dễ hiểu nhất. Là đi đến đâu ăn uống nhìn ngó một chút là ăn coi nồi đó. Ngồi coi hướng là ngồi đi đứng nằm nghỉ, là mình là người nữ, coi hướng, coi địa điểm, coi vị trí. Hay người nam những gì chứ, nhìn nhận để mà đứng đi ngồi có hướng vị trí rõ ràng. Đó là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Ví dụ như mình đi đâu đi, mình ngồi xuống cái mình nhìn coi bao nhiêu con người người ta tu túc lớn đang ngồi đó, mình chen vô mình ngồi trước mặt người ta, đó thiếu lễ phép, thấy không? Hoặc là bây giờ nguyên cái đại chúng đang ngồi gì, mình đi ngang người ta có công việc gì, mình đi phải khom lưng mình đi ngang, chứ không phải là mình thẳng lưng mình đi thẳng ngang, đó là mình thiếu lễ phép. Mình đi ngang một cái nơi thờ phượng, thờ cúng, mình đi ngang lúc nào một khom lưng mà đi, đó là lễ kính. Mình đi ngang cái nơi nhà người ta có đám ma người chết, chúng ta đi ngang chúng ta im điềm đi ngang, không dám hát ca, không dám làm động, đi ngang bằng cái lễ kính cúi đầu, đó là lễ kính. Mọi cái một chút một chút một chút một chút vậy thôi là sanh phước báo từ cái tâm lễ kính. Thấy không? Quan trọng lắm á. Nên á, những đức nói rằng là chia sẻ Phật pháp cho cái đại chúng trong chùa, những đức vô cùng quan trọng là quay phim chúng, quay phim chúng. Tại vì cái máy này đặt những đức là máy chính, nhưng mà lấy những đức không bao nhiêu, lấy chúng rất là nhiều, để cho chúng khi coi người ta thích lắm. Thí dụ như mấy cô mình mà coi tới công đoạn nào của mấy cô, cái là mấy cô ta thích vậy đó, hiểu không? Hoặc là những Phật tử người ta đi đến đây, cái người ta về người ta thấy có hình ảnh người ta, gia đình người thân người ta coi được. Nên nguyện tam bảo gia hộ á, cho chúng của chùa mình á, ai cũng sống với nhau đồng lòng, thương yêu nhau, rồi á, có sự đụng chạm gì chút tha thứ cho nhau, vì mình còn là phàm phu mà, tha thứ cho nhau, rồi mình cố gắng mình tu để mà mình gây dựng cái tín nguyện cả đời của mình, sống gì là hạnh phúc lắm rồi, an lạc vui vẻ hạnh phúc gì là quá đặc biệt rồi, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. Ai về đầu vào. À, chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
tình